cẩm chọn chuẩn chỉ, đảo đường thông minh, đi đường ổn định, macro lẫn giao tranh đều ao trình. Nếu đây là những mỹ từ để ca tụng một đội tuyển trước thềm chung kết thế giới 2024, bạn nghĩ đó sẽ là cái tên nào? Đương kim vô địch LCK Hanwha Esports, đương kim vô địch MSI Genji Esports, hay đương kim vô địch LPL Bilibili Gaming, hoặc bất kỳ một đội tuyển nào khác, nhưng chắc chắn không phải là Tiêu Anh, những người đã suýt chút nữa phải ngồi nhà xem chung kết thế giới. Tuy nhiên, khi giải đấu của chữ World với quy mô lớn nhất năm đã đi đến chặng đường cuối cùng, chỉ duy nhất cái tên quen thuộc ấy, Tiêu Anh, xứng đáng với những lời ngợi ca tuyệt mỹ nhất nhờ vào màn trình diễn không thể hoàn hảo hơn từ cả năm thành viên Zed, Honor, Faker, Gumayoshi, Keria. Những lời dự báo của Lu về một cỗ máy hủy diệt tìm được công thức vận hành ngay từ vòng Thụy Sĩ đã hoàn toàn ứng nghiệm. Bởi sau tất cả, Tiêu Anh dù chẳng phải nhà vua LCK hay MSI, song họ vẫn đang nắm giữ ngai vị đương kim vô địch thế giới. Và đã là Tiêu Anh được dẫn dắt bởi quỷ vương bất tử, sẽ chẳng bao giờ kịch bản đội tuyển vĩ đại nhất liên minh huyền thoại chịu rơi khỏi vũ đài hoa lệ của chung kết thế giới khi chưa bước đến vòng bán kết. Giờ đây, trước mắt Faker và những người em thân thiết đang là chướng ngại vật mà họ không thể vượt qua hơn một năm trời, Genji Esports. Trong trận đấu mang tính chất một mất một còn này, không bây giờ thì bao giờ nữa, đã đến lúc Zed, Honor, Faker, Gumayoshi, Keria phải giành chiến thắng trước thiên địch truyền kỳ của mình. Ngày hôm nay, hãy cùng tôi, bình luận viên Hoàng Luân, vẽ nên một kịch bản tuyệt đối điện ảnh dành cho Tiêu Anh tại vòng bán kết chung kết thế giới 2024 dựa trên những đánh giá sức mạnh hiện tại của nhà đương kim vô địch. Trước khi bước vào video, đừng quên để lại like và sub cho Lu, cũng như nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn về liên minh huyền thoại. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Lại là lao vào tìm kiếm Gumayoshi, Guma vẫn Genji lên ngôi vô địch. Ngay cả khi gác lại những mối duyên nợ trong quá khứ, thì hai ông lớn này vẫn có với nhau quá nhiều mối huyết hải thâm thù. Kể từ khi bộ khung ZOFGK cùng nhau thi đấu chính thức vào mùa giải 2022, Genji và T1 đã gặp nhau tổng cộng 21 lần, trong đó có tới 9 cặp BO5 với 5 trận chung kết LCK liên tiếp. Điểm chung của những thất bại này đều đến từ một lý do duy nhất, T1 bị Genji đọc như một cuốn sách. Các tuyển thủ Genji đều như được lập trình sẵn để biết đối thủ sẽ làm gì, xử lý ra sao, di chuyển thế nào. Vậy nên họ đều đã đưa ra những phương án đi trước hoặc bắt bài ngược trở lại T1, khiến T1 chẳng khác nào một chú dế bị Genji quay trong chiếc hộp nhỏ, từ từ chờ đến giây phút số phận bị định đoạt. Lá thăm may rủi điện ảnh tuyệt đối tại chung kết thế giới 2024 đã sắp xếp T1 và Genji chung một nhánh đấu tại vòng knockout. Để rồi khi hai đội tuyển này vượt qua vòng tứ kết, họ buộc phải loại bỏ nhau nếu muốn có mặt tại London tranh tài cho ngôi vị cao nhất. Rõ ràng, khi biết được điều này, những người hâm mộ Genji ắt sẽ có được sự tự tin nhất định. Bởi kể từ MSI 2023, họ chẳng biết đến mùi thua T1 là như thế nào. Tuy nhiên, nhìn cái cách hạt giống số 4 LCK hủy diệt Top Esports, hạt giống số 2 LPL tại trận tứ kết 3, có lẽ sự tự tin ấy sẽ không còn mạnh mẽ như trước. Nói đúng hơn, T1 đã vùi dập Top Esports một cách thảm thương, không cho đại diện LPL bất kỳ một cơ hội nào để phản kháng, bóp nghẹt từng hy vọng mong manh nhất của Jacky Love và đồng đội. Ngay từ khâu cấm chọn của ván đấu đầu tiên, biệt đội Hoa Tử đã rất tự tin sử dụng những quân bài thuận tay với suy nghĩ chỉ cần mình làm tốt, T1 sẽ khuất phục trước họ, tựa như cái cách mà nhà đương kim vô địch thế giới đã để thua tại trận mở màn. Nhưng chính suy nghĩ có phần ngây thơ này đã trở thành sai lầm chí mạng đối với những người con Trung Hoa. Và cái giá phải trả chính là sự nổi giận từ những vị vua đương nhiệm. Có lẽ đường giữa trẻ tuổi Cream đã quên rằng trước anh có vô vàn những ngôi sao mới nổi khát khao đánh bại ngọn núi cao nhất của liên minh huyền thoại, Faker, để một bước thành danh. Nhưng kết cục vẫn chỉ có một, Faker là người đứng vững sau cùng. Midlane 2K3 nhà Top Esports lựa chọn vị tướng sở trường Tristana, bất chấp việc cô nàng xạ thủ do đồ này đã không còn giữ được vị thế sau đợt chỉnh sửa sức mạnh. Anh tự tin kỹ năng cá nhân của mình sẽ đủ sức áp đảo quỷ vương bên kia chiến tuyến, sau đó mạnh mẽ gánh đội ở giai đoạn về sau. Nhưng rồi kết quả ra sao? Xuyên suốt ván một ấy, nếu như Silas trong tay Faker liên tục tìm được Jacky Love, càng quét cả đội hình Top Esports, thì thứ Cream làm được chỉ là những khoảnh khắc bỏ chạy trong tuyệt vọng. Cream trở lại mặt đất, chấp nhận bỏ đi thứ tham vọng chứng tỏ bản thân trước kẻ mai cũng muốn đánh bại, mà sử dụng những chất tướng phổ biến trong meta. Nhưng tất cả đều đã trở thành vô nghĩa. Vị vua của liên minh huyền thoại dường như chẳng để tâm xem Cream muốn lựa chọn gì, bởi điều này vốn không ảnh hưởng tới phong độ thăng hoa của anh. Cream khóa vào kẻ phá xiềng Silas, Faker đáp trả bằng việc sử dụng tri kỷ Ahri, dẫu tỷ lệ thắng của cô nàng hồ ly đang chạm đáy. Cho dù gã sát thủ thuật sư có khả năng sao chép những chiêu cuối mạnh mẽ, quỷ vương vẫn bỏ mặt, triệu hồi vệ thần khổng lồ Galio.
Và đã là vệ thần thì người duy nhất nó chịu quy hàng chỉ có thể là người phá vỡ mọi giới hạn, tái thiết mọi định nghĩa về cái gọi là sườn dốc sự nghiệp. Những pha trao đổi chiêu thức máu lửa, những tình huống backplay trên cả tuyệt vời. Nào ai dám tin đây là màn trình diễn của người chơi đã gắn bó với tựa game hơn một thập kỷ. Trải qua trăm cuộc đau thương, người còn giữ mộng phi thường đó không? Khao khát chinh phục đỉnh cao mới của quỷ vương chưa bao giờ thôi mãnh liệt. Vậy nên, suốt 11 năm ròng chinh chiến, chỉ có anh mới đủ sức cảm hóa, thu phục những vị tướng đường giữa, biến chúng trở thành những cận thần trung thành nhất, phò trợ anh trên hành trình tiến đến các cột mốc vĩ đại. Phong thái đế vương, cốt cách thánh thần tỏa ra từ Faker tại chung kết thế giới, một mặt giống như một thứ ma lực trấn áp những kẻ dưới cơ, mặt khác nó lại là liều thuốc tinh thần quý giá để cho những đàn em của anh thỏa sức thể hiện bản thân mà không cần phải kiêng dè bất kỳ ai. Những cậu em Z, Honor hay Keria vốn có tâm lý không vững vàng trong quá khứ, nay đã tiến hóa trở thành những phiên bản mạnh mẽ nhất. Với Z, đẳng cấp Final MVP 2023 đã lên tiếng đúng nơi đúng thời điểm khi xuyên suốt cuộc chiến với Top Esports, anh đều áp đảo tại cảnh đẩy lẻ, di chuyển thông minh và phối hợp hoàn hảo với những người anh trong giao tranh. Màn đào tẩu ngoạn mục lưu danh sử sách của thần sớm trong ván thi đấu đầu tiên chính là cú lừa đỉnh cao tại chung kết thế giới. Nó đã cứu cho thế trận đầu game của T1 một bàn thua trông thấy, bởi nếu nằm lại dưới vòng vây địch, T1 sẽ phải đau đầu giải bài toán đẩy lẻ từ một Rumble rất mạnh trong tay 369. Vậy mới thấy trong hoàn cảnh tưởng như đã nắm chắc cái chết trong tay, Z vẫn bình tĩnh tìm ra hướng xử lý tối ưu nhất. Trong khi đó, đóa hoa cứ đến chung kết thế giới lại nở rộ, Honor vẫn đang tỏa hương rực rỡ tại khu rừng Summoner Rift. Người luôn phải chịu đựng những lời hoài nghi, chỉ trích mỗi khi T1 thất bại, cũng đã học được tôn chỉ im lặng là vàng nên im lặng mà làm từ chính người anh Faker. Anh âm thầm rèn luyện, cố gắng từng giây phút để đứng giữa sân khấu đẹp nhất đời tuyển thủ, trình diễn mọi điều tinh túy nhất mà bản thân sở hữu. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phò trợ Faker, di chuyển cùng Keria để tạo áp lực ở mọi nơi trên bản đồ, bình tĩnh xử lý tình huống quanh mục tiêu, trở thành tấm khiên kiên cố bảo vệ những người đồng đội trong giao tranh tổng. Cận vệ ánh trăng gần như đã kế thừa toàn bộ mọi điểm mạnh từ người thầy cũ Bengi, trở thành hậu vệ hoàn hảo nhất, trảm vào vị trí kiểm lâm khắc nghiệt của đế chế T1. Nhìn Honor thi đấu thăng hoa ở thời điểm hiện tại, trong thâm tâm anh hẳn là đang tự hào vô bờ phải không Bengi? Không chỉ có Honor tìm lại được phong độ đỉnh cao tại kỳ chung kết thế giới lần này, mà người bạn đồng niên của anh, Keria, cũng trở về với dáng vẻ ngạo nghễ nhất của bản thân. Ván đấu đầu tiên nhắc lại lý do vì sao trang phục T1 3 ra đời. Ván đấu thứ hai mê hoặc lòng người với những tình huống bộ pháp thần tốc. Ván đấu thứ ba bóp nghẹt bản đồ bằng sát thủ bike. Keria, anh đang làm cái quái gì vậy? Tuyệt đại đa số những ai chứng kiến màn trình diễn tuyệt hảo của quái vật thiên tài trước Top Esports có lẽ đều phải thản thốt trước những điều điên rồ mà anh tạo ra dưới ánh đèn Adidas Arena ở trên đất Paris. Kinh đồ ánh sáng ngày hôm ấy có lẽ đã chiếu mọi ánh đèn rực rỡ nhất vào hỗ trợ nhà T1 để nghệ thuật hỗ trợ gánh đội mà anh phô bày nổi bật hơn tất thảy. Xuất quỷ nhập thần, thiên biến vạn hóa, chỉ có tổ chức của kẻ bất phàm mới có thể giúp một hỗ trợ, vai trò vốn được coi là làm nền trong trò chơi này, trở thành tâm điểm chú ý giữa một rừng sao sáng. Botlane là một thể, nếu như mình xác nhận được BLG, thì điều đó cũng có nghĩa là em nhận được BLG. Cần chi phải khổ như vậy Keria, tiền tài danh vọng mình đều cho cậu hết. Có một Gumayusi sẵn sàng dành mọi lời khen cho người cộng sự cùng đường. Một Gumayusi dù biết hào quang của hỗ trợ có thể lấn át bản thân mình, vẫn không bao giờ thôi tự hào về Keria. Nhưng Gumayusi, anh có biết bản thân mình cũng chính là một vần hào quang chói lòa hay không? Đứa trẻ năm ấy vương triều SKT để lại cho quỷ vương, cũng đã trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm trong sự nghiệp, mới có thể tôi luyện nên thứ bản lĩnh vững vàng đến đáng sợ trong mọi tình huống như vậy. Tại sân khấu chung kết thế giới, nơi anh chưa bao giờ trở thành kép phụ, thêm một siêu xạ thủ khác lại trở thành bại tướng trong tay anh. Trước đó là Ruler, nay có Jackie Love. Chẳng một ai có thể đọ lại độ chiến của thái tử. Hầu hết thời gian của cặp BO5 với Top Esports, anh đều hoạt động độc lập, không cần đến quá nhiều sự săn sóc từ những người đồng đội. Guma tự mình tạo ra khác biệt so với đối thủ, âm thầm biến bản thân thành người mạnh nhất bản đồ. Nhà chính của T1 từ chối nằm xuống ở bất kỳ ván đấu nào, khẳng định vị thế của xạ thủ tầm chung kết thế giới, xứng danh mặt trời thứ hai của đế chế vĩ đại nhất lịch sử Liên minh Huyền thoại. Những trận thua liên tiếp, những màn hủy diệt thảm thương, những lần hy vọng rồi thất vọng tràn trề, tất cả đều đã là quá khứ. Người hâm mộ T1 từng hết lần này tới lần khác ngóng chờ vào một lần ca khúc khải hoàn vang dội trước đối thủ truyền kiếp của mình. Đã có những người mất kiên nhẫn, đã có những nỗi thất vọng cùng cực, và Z, Honor, Faker, Gumayusi, Keria biết rất rõ điều đó. Hơn ai hết, họ mới chính là những người khao khát đánh bại Genji nhất.
một đội hình đã trải qua biết bao biến cố lớn nhỏ, lập biết bao kỷ lục thành tích. Tuyệt nhiên không thể để một cá nhân hay tập thể nào trở thành điểm yếu chí tử của họ. Hai chữ đảo đường từng là nỗi ác mộng kinh hoàng với tập thể T1 và cả những người hâm mộ của họ xuyên suốt giai đoạn mùa hè, là bài toán mà nhà đương kim vô địch thế giới loay hoay không tìm ra lời giải đáp. Nhưng bước vào chiến trường khốc liệt nhất mang tên chung kết thế giới, nó lại là thứ vũ khí lợi hại nhất, định đoạt số phận ván đấu ngay từ giai đoạn đầu trận. Họ làm chủ được thế trận, lặng lẽ đưa đối thủ vào từng đường đi nước bước mà họ dăng sẵn bẫy từ lúc nào không hay, rồi không một chút vội vã kết liễu con mồi xa bẫy. Người ta nói ngã ở đâu đứng lên tại đó, nhưng T1 không chỉ đứng dậy đơn thuần, họ còn khuếch đại tầm vóc vốn đã che phủ bầu trời Summoner Rift một năm về trước, biến nó trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn, đáng sợ hơn bội phần. Không sai khi nói rằng Genji luôn là đối thủ mạnh, nhưng Genji không phải chiến đội bất bại. Chính họ chẳng phải cũng đã suýt chút nữa bị FlyQuest tiễn về nước trong trận tứ kết nghẹt thở với tỷ số 3-2 đó sao? Vậy thì không lý do gì một T1 mạnh nhất từ trước đến nay lại không thể phá bỏ rào cản về thành tích đối đầu trong quá khứ để đánh bại đối thủ truyền kiếp của mình. Họ không thể cứ mãi thua Genji, cũng chẳng thể mãi lảng tránh việc đối đầu với nhà đương kim vô địch MSI. Muốn lên ngôi vô địch, T1 buộc phải thắng tất cả mọi kẻ địch mà số phận đặt trước mặt họ. Và nếu bảo vệ thành công vương vị bằng việc đả bại Genji, đối với lịch sử liên minh huyền thoại thế giới, đây sẽ là thiên truyện rực rỡ nhất, cảm xúc nhất và thiêng liêng nhất từ trước tới giờ, viết nên bởi đội hình bên nhau dài nhất mọi thời đại. Mưa nào mà không tạnh. Đúng là Genji hiểu rất rõ T1, nhưng T1 hiểu chung kết thế giới hơn Genji. Và chắc chắn không một đội tuyển nào tại chung kết thế giới lường trước Phượng Hoàng LCK sẽ toan tính điều gì, thể hiện ra sao tại giải đấu họ coi như sân nhà. Vậy nên, những ai quy phục nền văn minh đỏ, hãy cứ tự tin, hãy cứ vững vàng, bởi Zed, Honor, Faker, Gumayoshi, Keria kiên cường, mạnh mẽ và khao khát chiến thắng hơn các bạn nghĩ rất nhiều. Theo bạn, liệu T1 có nổ được chiến hữu siêu to khổng lồ trước Genji? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Cũng đừng quên like và sub cho kênh của Lu. Cũng đừng quên like và sub cho kênh của Lu để cùng nhau đón nhận nhiều nội dung về chung kết thế giới 2024. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.